Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City, thành phố rồng bé nhỏ luôn. Và đây là cái chú rồng mới của mình. Đây, cái này là con chó hay con rồng, mình thấy giống con chó hơn các bạn ơi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho chú ấy lên level thể xem chú ấy sẽ làm được cái gì nào. Wow, level 4. Oh, nhìn rõ giống hai con chó phốc. Khi mà còn nhỏ thì giống hai con chó phốc các bạn à. Khi vuốt về chú ấy gãi đầu. Ồ là la, và bây giờ cho chú ấy lên level 7 xem chú ấy sẽ làm cái gì nào. Wow, thành chó hay là sói các bạn. Này là chó hay là sói ba đầu vậy. Ồ, vuốt ve thì chú ấy cắn. Trời ơi, chơi mà cắn là ai mà chơi. Vuốt ve người ta phải nũng nịu đồ. À, các bạn muốn mình đặt tên gì cho cái con rồng hay là con chó ba đầu này thì hãy comment bên dưới nha, để HNT sẽ tìm một cái tên thật là đẹp và đặt cho chú này luôn. À, bây giờ thì chúng ta sẽ dắt cái con này đi chiến đấu cho vui, để chiêm ngưỡng nhan sắc của chú ấy khi chú ấy chiến đấu. Ô là la, chúng ta sẽ quýnh với những bạn cùng đẳng cấp với mình. À, bây giờ thì cho con này vô nghỉ ngơi và chúng ta đi kiếm con chó ba đầu của chúng ta rồi. Rồi con chó đâu rồi? Chó, con chó ơi, level 10. Na na na. Wow, HNT nó là có rất là nhiều rồng luôn các bạn ơi. Nhiều tới nỗi mà mình mỗi lần kéo xuống kiếm là đắm đuối luôn ấy. Xem nào, chú ấy trốn kỹ quá mà. Do là level không có cao cho nên chú ấy thường là nằm tuốt ở dưới. Ok. Ủa sao mò không thấy luôn. Chắc là mình kéo qua luôn rồi. Đây rồi các bạn. Trời ơi. Ở này phải cho Silly ở nhà quá. Silly mà đi theo làm sao mà quánh lại. Cho siêu trâu rồi, ok các bạn. Hồi sáng là HNT vừa đấu với cô bé này. Cô bé khá là dễ thương mà cuối cùng quánh không lại. Vì tem chỉ có ha Silly và rồng bốn đầu thôi. Bây giờ mình đã có anh đại siêu trâu rồi. Và rồng bốn đầu mình sẽ quất lại với cô bé này. Nó uống trà sữa ha bé. Gọi là uống trà sữa, chụp hình, đăng Facebook các bạn à. Ồ, bây giờ thì HNT sẽ xử lại nè. Khi mà có siêu trâu bảo kê rồi thì chúng ta chả sợ gì đâu. Đây, anh đại siêu trâu xuất hiện. Hả, à, rồng bốn đầu hả. Đớp một cái một luôn. Tiệt chiêu chúng ta được đam luôn các bạn à. Xem nào. Ồ, tiệt chiêu lá luôn. Quýnh một phát ba con luôn. Tấn công. Ủa cái gì kỳ vậy. Mình nhớ là cái tiệt chiêu lá quýnh một lần được ba con mà ta. À, nhưng mà không sao, quýnh đam gì cũng được rồi. Và đây tiệt chiêu lá đây. Thật sự mà nói thì đây mới là cái chiêu mà đỉnh nhất của siêu trâu. Nó quýnh một lần ba con luôn và máu được cộng dồn lại cho mình luôn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cho con rồng mới ra bắt xê. Nó sói ca ba đầu. Ồ là la, tiệt chiêu nào mạnh nhất của anh đây. Tiệt chiêu lửa các bạn à. Hãy sử dụng tiệt chiêu lửa tấn công rồng bốn đầu nào. Bánh xác. Yeah, quá tuyệt vời. Một chiến thắng nó thuộc về team HNT Channel. Hiệp đầu tiên và đây là hiệp số 2. Mới ra thôi, mới ra chưa kịp ngáp nữa. Thằng siêu trâu team bạn quýnh mình nhăn về thành dưỡng sức luôn. Nhưng không sao, siêu trâu mình cũng không phải dạng vừa đâu. Hãy xem tuyệt chiêu của siêu trâu. Mày hả bởi 28.000 luôn. Quýnh con trâu team bạn dăng dách. Gọi là con trâu team bạn không kịp ngáp nữa, đã về thành dưỡng sức rồi các bạn à. Ồ, oh, nó no đam luôn, chắc quýnh cái chiêu à. Thì chiêu lá này các bạn. Chiêu lá là làm gì thấm tháp đối với siêu trâu tem mình. Siêu trâu tem mình bây giờ là hổ báo trường mẫu giáo luôn rồi. Ây da, nó sử dụng lại tiệt chiêu nữa. Căng quá đi. Ây, tiệt chiêu xoắn của chúng ta được đam. Hãy xem nào. Bung lụa thôi nào siêu trâu à. Mày hả bởi. Về thành dưỡng sức đi bé. Yes, quá tuyệt vời. Cuối cùng thì em bé này cũng đã bị HNT hạ gục một cách đẹp mắt luôn. Ồ là la. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đến người tiếp theo. Anh bạn gọi là khá là hot boy đây. Level 44 và chụp hình đăng Facebook nữa. HNT cũng là
chụp hình đăng Facebook luôn nè. Ok, nhìn HNT rất là xấu trai luôn, còn nhìn ai cũng đẹp trai đẹp gái hết. Xem nào, với cái đội hình như thế này thì tem bảng có một siêu trâu. Mình có rồng 4 đầu. Rồng 4 đầu thì mình có thể là cân hết mọi thứ rồi, cho nên không có gì phải lo lắng. Xem tiệt chiêu của rồng 4 đầu coi. Ồ la la, 7.000 mấy luôn. Ồ, con này nó còn có 4.000 à. 4.000 quýnh rất là khó canh. Vì cái con chó này nó ra nó quýnh là quýnh 2 cái mới chết được. Tấn công nào chó sói. Mày hả bưởi. Ồ thấy chưa, nó còn tới 2.000 mấy luôn, nó quýnh mình. Ồ la la, mình có thể hạ được nó các bạn à. Tấn công nào cho sói. Sử dụng hết khả năng của cậu nào. Trời ơi không chết. Con chó này luôn là, nó đúng là con chó luôn á. Quýnh cái gì đâu mà quýnh y như con chó. Quýnh không ăn nổi. Quýnh người ta hai cái người ta không chết, người ta quýnh lại thì chết. Ức chế ghê. Tấn công nào rồng 4 đầu. Bây giờ buộc phải cho sói ca rồng 4 đầu ra thể hiện thôi. Đầu tiên thì em bốn đầu của chúng ta đã hạ gục được cái bé kia rồi. Bây giờ tới cái bé rồng lửa hả. Đây thì chiêu mạnh nhất của rồng bốn đầu luôn. Bung lửa nào. Wow, 8.338 luôn. Con số rất là đẹp. 38 số phát tài luôn. Phát tài luôn các bạn. Năm nay HNT không biết có phát tài hay không đây. Tiền ra như nước ha. Tiền vô như nước đây các bạn. Rất là bối rối luôn. Ô la la, bây giờ thì siêu trâu lại xuất hiện. Trận này thì siêu trâu nó muốn ăn hiếp con quýnh văn dách luôn. Ô hên quá. Thôi ơi, siêu trâu nó thương cái rồng bốn đầu của mình cho nên nó không có quýnh. Nó không có nợ quýnh các bạn. Nà, nếu nói về siêu trâu thì gọi là siêu trâu mình là chấp hết. Rồi là một mình anh mà ra chiến trường là một anh chấp hết luôn. 30.000 đam. Con trâu tem bạn xuất thủ không đủ để HNT quánh luôn. Chỉ có 20.000 máu mà quánh tới 30.000. Lấy cái gì mà cho mình quánh đây chứ hả. Và đây, hiệp tiếp theo chúng ta sẽ đối phó với tem như thế nào. Wow, rồng cấp H 2 con. Khủng long, cái này là khủng long rồng các bạn. Khủng long lai rồng là hai con khủng long. Một con khủng long và một con rồng nó yêu với nhau. Nó tạo ra cái con này. Và con này là cấp H là cấp huyền thoại luôn ấy. Bây giờ chúng ta sẽ siêu trâu chiêu không được đam rồi. Trời ơi, như vậy làm sao ra làm hổ báo được. Được rồi, rồng bốn đầu giải quyết cái con này coi. Còn cái con rồng bốn đầu của mình không biết cái con gì mà nó lai ra cái con rồng mà ra được bốn cái đầu. Cái mình thì màu vàng, không biết cái con gì mà nó có thể lai ra được luôn ấy các bạn. Không biết cái thằng nào mà nó chế ra cái con rồng nó bốn đầu, nhìn thấy gớm thiệt. Nó có bốn cái đầu, nhỏ hơn rồng ta. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ quánh nó, quánh không thấm, quánh không thấm tháp gì hết. Đây, cho siêu trâu ra đi. Phái siêu trâu ra xúc. Tiệt chiêu mặt trăng. Quánh hộ báo lên coi. Nó 12.000 quánh dày, tem bạn còn chết chứ quánh đi kiểu kia là tới sáng. Thầy ơi, mười mấy ngàn luôn. Rồi, về. Quánh ghê quá các bạn ơi. Chúng ta sơ sẩy lên là quýnh chúng ta xây sở không kịp luôn ấy. HNT sau một hồi tính toán thì dứt bà con này cho rồi. Tấn công. Ô la la, 9.000 luôn. Mà bây giờ tem bạn sẽ phái con gì ra đây. Ô rồng bốn đầu căng à. Ô đừng có chết chứ hả. Yeah. Ô yeah, quá tuyệt vời. Chúng ta không có bị ảnh hưởng cho lắm. Đây thì chiều xoắn ốc được đam. Hãy xem siêu trâu thể hiện nào. Bung lũa. Đúng rồi. Đầu tiên là bung gai, sau đó hả bung lũa. Ồ, hệ đất luôn. 14.000 các bạn à. Thầy ơi, nó dội mình kìa. Nó dội nguyên một cái cơn lốc xoáy luôn. Đây, chúng ta quýnh luôn cái con bên trong nè. Mình đập luôn hai con. Gọi là siêu trâu quýnh hộ báo vậy mới ghê. Nó. Chúng ta được cộng 1.000 mấy máu luôn. Ồ là la, 4.000 nữa. Quýnh mà ăn hiếp mình vậy à. Đập cái cơ nào. Mày hả bưởi. Ồ là la, bây giờ là cái con rồng cuối. Con rồng cuối của tem bạn đây. Con này chắc L là cùng.
Cấp L mà đòi chơi với cấp H ha. Mình là lấy cái con này ra đập luôn rồi xem cái con này nó chiến đấu như thế nào. Sói ba đầu tấn công. Cạp cạp cạp. Nó sử dụng tiêu chiêu cạp nhưng mà nhảy ra sấm sét. Cái game này dễ quýnh đúng hổ báo luôn ấy. Ô la la. Rồng tem bạn vừa hỉ mũi cái rồng tem ta nằm ngã ra chết. À, nhưng mà sự chết của anh bạn không hề vô ích. Chú ấy đã kéo máu tem bạn xuống vừa đủ để siêu trâu có thể hạ một phát một lên đường. Đó, quá tuyệt vời. Khá là nhẹ nhàng luôn các bạn à. Ô la la. À, bây giờ chúng ta có thể đi làm nhiệm vụ để cho mau lên level bằng cách là vào đây. Đó. Vô đây, vô đây. Xem nào. Đây, chúng ta có thể chui vào đây. Ồ, rồng cấp H. Rồi, mấy con rồng chúng ta đã dắt đi live hết rồi các bạn ơi. Đây, con trâu nó live với cái con ở trên đây rồi. Rồng chiến tranh. Rồng chiến tranh nó vào 20 mấy. Ở đây là siêu trâu nó bận live với con thần mộc. Rồng chúng ta bận đi live hết cho nên không có con nào mà đủ level để ấy hết. Để vào đó đi nhiệm vụ hết. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like, một chia sẻ video để ủng hộ HNT Channel nha. Còn ai mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký liền và ngay lập tức luôn. Ok, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.